ở cầu sắt. Khi mình đi vào đây thì mình lọt thỏm giống như vô một cái khu miền Tây thu nhỏ anh chị. Còn nhìn thấy cảnh này chưa bao giờ đi, thì bữa nay mình đi ngay chỗ chợ Phú Xuân, mình đi men theo. Mọi người đi cũng đỡ nguy hiểm, đi vô một cái xóm hẻm. Sunny lên trên Google đó, Sunny search để Sunny đón cái giá coi như thế nào. Hướng đây là chúng ta về Sài Gòn. Hi, Sunny chào anh chị và các bạn. Trước mặt anh chị đó là cầu Phú Xuân. Và nếu mà chúng ta đi qua cái hướng bên phải qua cầu Phú Xuân thì chúng ta sẽ về Huỳnh Tấn Phát để về hướng quận 7 rồi tới cầu Khánh Hội và bến Bạch Đằng. Đó cái hướng này để giải thích cho anh chị hiểu rõ. Và hôm nay Sunny rất là vui đang đứng ở chợ Phú Xuân. Sunny có thực hiện một các clip ở chợ Phú Xuân rồi, nhưng mà chợ Phú Xuân rất lớn anh chị. Mình đi bộ thì mình không thể nào diễn tả hết cái chợ Phú Xuân này, cái khu dân cư của chợ Phú Xuân. Nên hôm nay là Sunny thực hiện tiếp cái clip thứ hai. Chúng ta sẽ men theo con đường dọc theo kênh đĩa để lanh quanh trong cái khu vực xóm chợ này. Mời anh chị và các bạn chúng ta cùng đi nha. Có thể là anh chị sẽ hình dung ra cái vị trí của Sunny đang đứng. Phía sau lưng của Sunny thì mình theo có một con đường tới Phà Bình Khánh để đi Cần Giờ anh chị. Rồi thôi chúng ta cùng nhau đi nha, để chúng ta khám phá nhìn lại cái xóm chợ ngày hôm nay của chợ Phú Xuân Nhà Bè. Nhà Bè nước chảy chia hai, ai về gia đình Đồng Nai thì về. Rồi thôi chúng ta sẽ đi từ từ, chúng ta mang theo dòng kênh rạch đĩa. Cầu Phú Xuân thì bắt qua dòng kênh rạch đĩa anh chị. Một bên thì đối với dòng sông Sòi Rạp để ra ngã ba sông, như cái câu vè, câu hát nãy Sunny mới trình bày. Và cái thứ hai là mé bên kia thì nó có một cái dòng sông Phước Long để về Gò Công, Gò Công Đông, Gò Công Tây đó anh chị. Nói về cái khu chợ thì này thì nó rộng. Những hình ảnh này chúng ta nhớ lại những cảnh ngày xưa anh chị ha. Cứ chợ thì kế bên cái dòng sông hoặc dòng kênh nào đó. Đấy, rạch đĩa phía trước mặt Sunny sẽ quẹo trái nha. Ở đây chuẩn bị họ làm một con đường ven dòng kênh này. Hy vọng rằng con đường này sẽ làm mau mau thì người dân ở đây thì họ buôn bán cho nó thuận tiện, kiếm sống cho nó dễ dàng hơn. Khi về đây thì mình cảm giác nó cũng rất là thanh bình anh chị. Không biết đi đâu về đâu nha anh chị, mình cứ đi thôi, đi để mình thăm bà con cô bác bên dòng kênh rạch đĩa này như thế nào. Có thể là chúng ta sẽ bị bí lối, lạc đường, nhắm hướng mà đi anh chị. Phía bên kia dòng kênh rạch đĩa này có những cái chung cư, cái hướng đó là cái hướng bên quận 7 đó anh chị. Quận 7 bây giờ cũng phát triển lắm. Hồi nãy Sunny chạy xuống đây để quay cái chợ này nè, mà Sunny nhìn ngỡ ngàng, nhìn không ra. Sunny rất là rành về khu vực Sài Gòn, nhưng mà đối với Nhà Bè thì Sunny chỉ đi ngang thôi. Mình đi về Cần Giờ rồi đi Vũng Tàu đi ngang thôi, chưa bao giờ mình đi vào những con đường như thế này. Mé
sát bên phải người dân họ lót những cái ghế đá ra đây nghỉ ngơi chưa hay à, nghe tiếng gà gáy đó chứ. Cuộc sống thật là thanh bình. Bên phải của Sydney thì có những chiếc ghe mang theo dòng kênh này để họ vận chuyển hàng hóa đó anh chị. Không biết hết đường chưa, để coi coi nó sẽ đi đâu. Có một cái cầu sắt đấy, lên cầu sắt. Khi mình đi vào đây thì mình lọt thỏm giống như vô một cái khu miền Tây thu nhỏ anh chị ha. Và đây có một cái đường bê tông thật dài, và dọc ở đây thì có những cái chiếc ghe thuyền, và bên kia có một cái chung cư. Đi sâu sâu thì thấy một cái xóm làng. Mấy anh ra đây câu cá. Nước ở đây thì mình nhìn nhận thấy nó chưa ô nhiễm anh chị, thật là mát mẻ. Đó. Nhìn nó cảnh này sông nước như thế này cũng thích lắm. Sydney sẽ clear để anh chị thấy ha. Đó, dòng kênh rạch đĩa, và xung quanh đây thì Sydney để ý những chiếc ghe thuyền rất là nhiều, họ đậu dọc dài trên dòng kênh này, và xa xa có những cái chung cư bên hướng quận 7 đó anh chị. Ga màu, đây là một ga màu của cuộc sống, thì Sydney cũng muốn lang thang gửi anh chị. Đặc biệt những anh chị ở tỉnh hoặc là anh chị ở Sài Gòn nhìn thấy cảnh này chưa bao giờ đi, thì bữa nay mình đi ngay chỗ chợ Phú Xuân, mình đi men theo. Anh chị ở định cư ở nước ngoài đó, các cô chú thì nhìn thấy cảnh này đó, à Phú Xuân ngày xưa tôi đã từng đi câu cá, hoặc là tôi chưa bao giờ đi, thì tôi cập nhật được hình ảnh này thông qua cái kênh của Sydney. Sydney cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc được chở anh chị đi hàng ngày đi chơi, vui lắm. Đây có những cái điểm câu cá nè, thịt ghê vậy. Thông qua cái clip này, nếu mà anh chị nào thích đi câu cá đó, thì đây là một cái địa điểm chị Sydney thấy nó có những cái quán cà phê mé bên tay trái, mé bên tay phải là dòng kênh, và mọi người tới đây câu cá, ngồi nghỉ ngơi, nghe tiếng ghe bạch chạy qua, một hình ảnh rất là lãng mạn thư thái. Cái câu này nữa đi đâu đây? Sydney chắc sẽ đi anh chị ha. Ở đây thì có những cái rào chắn nè để buổi tối đó, mọi người đi cũng đỡ nguy hiểm. Đi vô một cái xóm hẻm, đi đâu về đâu. Ở đây có quán cà phê vừa nước. Xin đi cứ đi nha, cứ đi để anh chị nhìn ngó cái xóm ngay chỗ chợ Phú Xuân, đi mang vào bên trong thăm bà con, đi thăm bà con xóm giềng. Còn cái chuyện đi tới đâu thì có thể là quay lại thì anh chị cũng thông cảm.
Sunny cũng giống như anh chị cũng giống như Sunny, đi qua cây cầu. Quẹo phải hay quẹo trái đây, khu vực xe tải thường xuyên. Quẹo đây. Ở đây là mà nếu mà không đón không lầm nên gì à, khi mà ở đây thì mình vào Sài Gòn thì khoảng 10 cây hoặc mười mấy cây, nó cũng gần thôi. Trời ơi, một con đường, một cái hồ sen, một hàng rào và một con đường trải nhựa. Và khi mà vào đây thì chúng ta tách biệt với tiếng ồn ào, cảm tưởng như chúng ta đang đi ở miền Tây đó. Thích quá à, lần đầu tiên mà Sunny được mời anh chị đi vào cái khu vực này để mình coi cái bảng coi ở đây là thị trấn Nhà Bè à, có quán ở đây, có quán Sông Quê. Lau sậy, dừa nước, chuối, những cây điệp, lây trong gió, khu dân cư Minh Long. Ở đây là quán Nhà Bè, ẩm thực đồng quê ven sông. Ở đây mình đi thẳng vào. Đó, à, huyện Nhà Bè đó anh chị, huyện Nhà Bè ngày hôm nay. À, nếu mà các anh chị ở Sài Gòn, nếu mà có tiền, à, ra đây là một cái mảnh đất gọi về hưu. Con cái thì ở Sài Gòn đi học, đi làm. À, lâu lâu thì ở đây thì chạy lên Sài Gòn thăm con. Rất là hạnh phúc. Câu cá giải trí à, Nam Phương. Và hai bên ở Sunny đi trong lau sậy như thế này. Không khí nó trong lành lắm anh chị. Nó không có ồn ào, bon chen, xe cộ, khối bụi à, giống như trong nội ô Sài Gòn. Đâu đây à, và Sunny sẽ đi vào men theo con đường này thì không biết là đi đâu về đâu. Quẹo cái hướng này thôi à, cái hướng này ngõ cụt rồi anh chị. Đây là có thể là một mảnh đất quy hoạch sau này. Bên kia bên phải cũng là cái đường cục. Đây là một con đường nội bộ, có thể là sau này họ quy hoạch. Niềm vui thì theo Sunny nghĩ là mình tự tạo anh chị. Ở đây có trường tiểu học Nguyễn Việt Hồng. Niềm vui thì mình tự tạo thôi à, và theo Sunny nghĩ ở đâu quen đó. Đặc biệt thì các cô chú lớn tuổi đó về đây thì quá happy, nhẹ nhàng. Đó, Sài Gòn càng ngày càng phát triển ra vùng ven anh chị ha. Và con đường này họ mới chán đá mi thôi. Và nó còn hơi lởm chởm và xin đi quẹo ra nha. Chỉ chia sẻ một điều cảm nhận của Sunny vào đây, mình cảm thấy nhẹ nhàng. À, đây là con đường máy bên phải thì chạy đá mi nè. Đá mi. Đá. Chạy đá mi xong lên đường nhựa. Lên đường nhựa ở đây mình sẽ làm cái nhà
dạng cấp 4. Cấp 4 tính Sydney thì nó ngộ lắm, nhà cấp 4 thôi nhưng mà bên trong là full nội thất, không thiếu thứ gì. Sydney lại thích như thế, ở trước có một mảnh vườn, có chiếc xe bò, rồi chở một đám hoa hoặc là đống rơm chẳng hạn. Rồi con đường có một bãi cỏ đi uốn khúc quanh co. Sydney cũng không biết là đi hướng nào nữa. Ở đây thì vào cái ngõ cụt hết rồi. Ở đây là mang theo trường học và Sydney đang muốn tìm kiếm đường ra đây. Và bên phải có một con kia đang kênh Sydney, nó đang liếc nhìn Sydney. Mày bị chối rồi. Giỡn với chị hả, sủa với chị hả cưng. Ở đây đứt đường rồi anh chị. Anh quẹo ra, quẹo ra anh chị ha. Nhiều đường lắm đó. Đổ đá mi nè. Ở đây nó có trường học, tương lai chắc là nghĩ là có trạm xá, có một cái CVS, cửa hàng tiện lợi đó anh chị. Convenience Store, cửa hàng tiện lợi CVS. Xin đi quẹo phải nha. Nói chung là bắt đầu là mất phương hướng rồi đó. Cứ đi. Hồi nãy Sydney cảm thấy rất là vui đi vào cái thôn sớm, mà đặc biệt đi qua những cái cầu nho nhỏ. Ở đây nó làm cái đường nữa. Rồi mình sẽ đi ra anh chị ha. Đi sâu vào trong đây tự nhiên có một cái quy hoạch, thấy cũng hay. Ở đây thì để về Sydney dựa vào cái clip này, Sydney search lên coi. Đây, nó chạy đường nhựa nè, thẳng tắp luôn. Mé bên trái là dòng kênh, rạch đĩa, nghe chữ rạch đĩa mình thấy nhỏ lắm á chị. Nhưng mà rất là qua cái video clip mới đầu mình chạy vô đây đó thì thấy nó rộng lắm. Và ở chỗ kia có câu cá thư giãn, mái lá nhìn đẹp quá. Cuối tuần ra đây đi câu cá cũng rất là hay, làm vài vé với bằng hữu. Sydney lên trên Google đó, Sydney search để Sydney đón cái giá coi như thế nào. Có gì ép lên cái video này để anh chị hình dung, suy ra tiền Việt và tiền đô để chúng ta có một cái khái niệm đất đai. Đối với đất đai thì cũng xin thưa anh chị, Sydney không rành, chỉ là bằng cách là mình tìm kiếm trên mạng thấy thông tin nên có thể là nó không được chính xác, anh chị cũng thông cảm nha. Nhưng mà mình làm cái gì đó thì mình phải có tâm, thì mình đưa lên trên trển để anh chị có một cái gì đó tham khảo. Chỗ nhà cửa đất đai ở đây nó rộng bao la luôn. Ở đây thì nó có những cái căn nhà phố, xây cái nét căn nhà phố. Rồi chúng ta cứ đi thẳng anh chị ha. Nãy mình mang theo những con rạch qua những cây cầu. Cầu ngày xưa người ta nói cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh khó đi. Bây giờ là cây cầu sắt nho nhỏ á. Ở đây khu dân cư này mới, xin đi quan sát những cái căn nhà lối kiến trúc đều mới hết anh chị. Chúng ta đi thẳng, có thể là chúng ta sẽ đi ra con đường dính để đi về Bình Khánh.
hoặc là cầu Phú Xuân. Ngày xưa mà con đường Quỳnh Tấn Phát bị ngập nước anh chị, bây giờ họ làm rộng lắm. Cái chỗ bên hướng quận 7 đó họ làm rộng lắm, nên anh chị đi xuống đây thì chắc cũng yên tâm, không có bị ngập nước giống như ngày xưa nữa. Ôi, ở đây có một căn nhà cổ nè, thích quá, bữa nào ghé vào đây quay con căn nhà cổ đó. Căn nhà nó nhìn vào cái lối kiến trúc giống như chủ địa chủ ngày xưa đó, nhà ngói ba gian. Rồi, con đường phía trước mặt rồi, đúng rồi, con đường chính để đi ra Phà Bình Khánh, quẹo phải là Phà Bình Khánh, ở trước mặt xin đi là con lươn. Quỳnh Tấn Phát. Rồi, chắc mình phải quẹo ngõ này anh chị. Bông hoa mưa sữa đặc biệt thơm ngon, 3 cái 10 ngàn. Thánh thức họ Đào nhà bè. Tới đây thì nếu mà chúng ta đi thẳng còn một đoạn ngắn nữa thôi, chúng ta đi Phà Bình Khánh, nhưng mà Sunny sẽ quẹo lại anh chị ha. Để khi mà đi đường này thì mình rất là cẩn thận xe, nhìn trước nhìn sau bắt đầu mình mới chạy anh chị. Chứ mà mình cứ miệng thì mỉm cười, tay thì quơ, đèn xi nhan thì lúc nào cũng chớp tắt, và lâu lâu bấm kèn để mọi người nhận biết của mình và qua đường. Đó, đây là con đường Quỳnh Tấn Phát, để chia sẻ với anh chị. Nó có con lươn ở giữa và nó rất là rộng rãi và không ngập nước giống như những ngày xưa mà Sunny đã từng đi. Sunny sẽ mời anh chị thêm một đoạn ngắn nữa thôi để chúng ta đi qua cầu Phú Xuân, và Sunny sẽ stop cái clip này ở đây anh chị ha. Và hôm nay là Sunny cũng rất là vui đi thật xa Sài Gòn để gửi anh chị và các bạn bên Phú Xuân nhà bè. Nói huyện thì nhưng mà không giống huyện thế nào, giống như một cái nơi, cái quận nội ô anh chị. Trước mặt chúng ta đó là cầu Phú Xuân. Chúng ta sẽ lăn bánh lên cầu, hồi nãy là Sunny sẽ men theo chợ Phú Xuân đó. Giờ chúng ta sẽ đi lên cầu nha anh chị ha. Ta đi máy bên phải có những con đường nhựa để vào một cái xóm dân cư nữa. Đây là xã Phước Lộc, xã Nhân Đức, mé trái hồi nãy mình đi đó. Cầu Phú Xuân. Và Sunny cũng chia sẻ anh chị, đây là cầu mới nha anh chị. Hướng đây là chúng ta về Sài Gòn. Cụ thể gần nhất là chúng ta qua con đường Quỳnh Tấn Phát, quận 7. Sunny cũng rất là vui, thân ái mến chào anh chị và các bạn. Đôi khi thì mình lên xe để mình đi, mình coi cái thôn xóm chợ Phú Xuân ngày hôm nay nó như thế nào, để nhìn nhận, để cập nhật và để vui chơi lang thang hàng ngày với Sunny.
kính chúc anh chị và các bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin thân ái mến chào anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại anh chị trong những cái clip làm than tiếp theo của Sunny Dawn. Hy vọng rằng anh chị thú vị với cái clip này. Bye bye anh chị. Hẹn gặp lại. Bye bye.